có hang, có hang. Trời ơi, con này chân mà. Trời ơi, rồi rồi, hang cũng mà hang rồi. Mệt có sư phụ ông đang đi bắt công á, bắt công gì sư phụ? Voi. Voi hả? Công này mình bán được nhiêu ký? Con voi hả? Cha hồi nãy giống bắt giống con. Đây mình đang đi vừa xuống này đạp con Sam. Đây là con Sam nè. Ủa con Sam này, con Sam vui hả đây? Xin chào tất cả mọi người nha. Trời ơi, đi tới đây cũng chào hết nổi luôn. Thì anh em mình hôm nay sẽ trải nghiệm đi bắt tôm tích. Thì nói chung anh tôm tích này anh em mình chưa bắt bao giờ, mà chỉ là thấy anh em làm YouTube bắt thì thấy nó hấp dẫn, với lại nó có tôm tích lớn nó sẽ là hấp dẫn, cho nên anh em mình quyết định hôm nay sẽ trải nghiệm một clip đi bắt tôm tích. Nhưng mà không biết sao chứ gửi bà ngoài trong đó đó. Lội đây tầm 100m là hai thằng xanh đen xanh lét. Trong bờ đi ra thôi nha. Mà thấy anh em đi bắt tôm tích rất là dài, có tầm cây số, hai cây số. Giờ khoảng nha. Lội quen. Hả? Ta lội quen. Giờ hàng mình phải kiếm hang. Kiếm hang nhiều khi không phải hang đó, giờ hoặc là nó không có trong đó nữa. Thì nói chung là anh em mình cũng đã nhận định được cái hang rồi. Cũng coi anh em làm cũng nhận định cái hang rồi. Thì cái cách bắt thì cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ trải nghiệm lần đầu tiên. Đây. Thằng giờ ta nói em điện này muốn hết máu luôn. Quá mệt. Bây giờ sẽ nghỉ mệt chút xíu nữa, đi sẽ đi một đoạn đường này đây. Đây là mình sẽ đi một đoạn này dài lên trển, thì mình sẽ kiếm hang, giờ khi nào có mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì anh em mình sẽ thở một xíu. Quá mệt rồi. Đợi gì nếu? Đây để mình đợi mình quay cho mọi người xem nha. Đây lúng quá nha các bạn. Hai anh em đi mà không có kinh nghiệm gì nhiều. Cũng khổ. Có anh nếu. Gì vậy? Đó, nó cũng à. Ừ, con này cũng nhỏ. Đây. Ui con này nhỏ chứ không lớn. Ui có rồi. Thôi có hàng rồi nha. Ui. Thôi giờ là mình chụp đầu nó búng ghê quá. Nó búng té thai luôn á. Nó chạy máu. Đừng chơi, đừng nắm đầu anh. Đừng nắm đầu. Hả? Đừng nắm đầu nó. Chứ nắm đầu. Nắm ở chính giữa lưng á. Giữa hả? Ừ. Ừ. Nó búng. Không có búng được. Ui giò. Nó kẹp thôi chứ búng gì? Kẹp chỉ chảy máu hả? Vậy thì nắm cái đầu và cái đuôi cúm nó lại luôn. Ừ. Vậy đi. Ừ. Ok được. Vậy con. Anh em mình đã thành công rồi đó. Đã biết hai cái hang được nó rồi. Nhưng mà cái hang nhỏ thì nó là tụi mình nhỏ lớn thì tính lớn nha. Đây một con đầu tiên. Trời ơi trời, nó da máu luôn không gì hả? Nè. Da máu. Luôn. Thôi rồi, em quay máu. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm hang nha. Nè, ở đây có mấy người ta đi bắt trước nè. Ta đào quá trời luôn nè. Vì chỗ này là có tin tức nhiều. Bây giờ mình sẽ đi kiếm lại coi nó có còn sót không nha. Với nhiều khi mấy cái lỗ nhỏ, cái hàng nhỏ người ta chê, người ta chê thì mình bắt luôn. Anh Thanh thì đang đi trên kênh, mình đi dưới. Cái hàng của nó thì mình cũng đã biết rồi, nó hai cái hàng thì nó gần gần nhau. Ui, con này phải không ta? Mưa đi cái xì. Nói chung là cái hàng lớn thì cá lớn, hàng nhỏ là cá nhỏ. Cái này hàng cái gì mà quá trời như cái tô bông như trời. Biết hàng nào hàng mình tích. Rồi mình sẽ dừng máy, khi nào có hang cái mình sẽ đào bắt cho mọi người xem nha. Đây mình đang đi vừa xuống này đạp con Sam. Đây nè con Sam nè. Ủa con Sam này, con Sam vuông hả ta? Ui con Sam vuông này là con Sam như ăn chết rồi nè. Đây là Sam vuông. Sam nuôi tròn thì người ta nói ăn được, con Sam này người ta nói ăn chết rồi. Trời ơi xuống đạp nó tưởng đâu đạp cái gì chứ. Nấy được con Sam nè Thanh. Sao hả? Thôi giục luôn đi nha. Con này ăn đi chắc nguy hiểm. Đó, nó độc không à. Giục lên. Rồi. Kiếm hang. Ở đây người ta đào quá trời luôn nè. Mệt quá. Đây mình thấy có hai hang không biết phải không ta. Nè. Với cái hang sát bên nữa. Thường thường nó cái hang tôm tích thì nó sẽ có hai hang, nó cách tầm nhau là 5 tấc 6 tấc nè. Nè. Bây giờ mình dùng máy mình hốt thử cái hang này thử cái nha. Đi
qua đây luôn trời. Nó đi xuyên qua đây luôn. Cái hang này bự quá trời, mới có gì không? Ủa sao trống lỏng vậy trời? Nó tròn vo luôn vậy đó. Trời ơi, có hàng chà bá luôn, nó mới kẹp hết đâu luôn. Trời ơi, cái hàng này cầm tay nè. Rồi rồi trời ơi, con này bự quá Thanh ơi, má ơi, sao nó bún ở đâu vậy hả? Hồi nãy nó bún cái hết hồn rồi. Lắm. Con này mới chọt vô. Nãy lấy bò ta ta, cái con này nó uống ghê quá. Trời ơi, cái hang nó làm gì con cá thò lầu vậy đó. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Má ơi, khổng lồ luôn. Trời ơi. Lần đầu tiên. Đây. Đây nè, không dám chụp luôn nè. Trời ơi, chật chà bá lửa luôn. Vô rồi. Hả? Chụp đâu? Thấy gì nãy nó búng cái da máu luôn. Trời ơi, con này ba ngón tay nha. Ủa thấy được không trời? Chụp đâu vậy trời? Đây nè, trời ơi quá sướng luôn, trà bá lửa luôn. Trời ơi hả? Giờ mình tranh thủ đi. Đây nè, lần đầu tiên. Ui dạ, hồi được mà nhiều quá. Ui dạ, lần đầu tiên mình mới bắt được con tôm tích nè, trà bá lửa luôn trời. Ôi ôi, quá sướng luôn. Bây giờ cho chú ba nghèo tranh thủ nha. Tại nước thì nó tầm cỡ một tiếng đồng hồ, năm tắt một tiếng đồng hồ thôi nè. Ôi, con này chắc là lớn nhất hay gì, ghê luôn nè. Sướng rồi. Này, hai con nha, hồi nãy con nhỏ đây nè. Con quốc chọn phát. Con ghê quá. Quá im rồi. Rồi, tiếp tục. Ôi trời, cái hang của nó. Cái hang của nó tròn lũm luôn á. Đây, mình thấy có hang giống nó quá. Đây, hai hang sát bên, một cái hang lớn lớn với hang nhỏ sát bên này. Mà sát bên nó có mấy cái hang bự bự nữa, thấy không trời? Mà bây giờ có tính của đại ha. Đây hai hang nè, còn hang này con ba kia vô ở á. Anh hơn thì gặp nó sao? Ôi vui, gì vậy? Con gì vậy trời? Rồi. Ủa, ba kia hả? Con gì trời? Trời ơi, nó à. Trời ơi, cái con gì vậy sọc vậy? Ủa, cái con không ra hay gì nè? Vậy gì trời ơi. Hai con không ra hay gì nè. Con bữa thằng Thanh nói là không ra hay gì đó nè. Hay là còn gió còn quyều kìa, còn bắt luôn. Ngọc luôn. Nó trong kia. Dữ vậy Thanh? Gì vậy? Con đa hả? Anh mới vừa chụm con nè. Ây da, con này có con sầu dữ ta. Trời ơi, mới lỗi chút xíu mà chân lè chân lét luôn. Đây, mình đang đi thấy cái con này là con 5 sao vậy nè. Chết rồi, nước cạn chết rồi. Con 5 cánh không ta, 5 sao 5 cánh vậy nè. Ồ, đẹp kìa luôn ta. Đó, ủa, còn sống không ta? Dục nước đi. Trời ơi, ở đây có con đẻn nữa.
con đảng hăng vắng gì đó 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 rồi rồi chạy rồi. Thôi bỏ đi, mình đi kiếm hang đi. Trời ơi, thở gì con bò. Trời mà nói, mình cũng lội sang mắt là cũng có nhiều rồi, nhưng mà chưa có lội một cái sình mà lúng tới bắt đùi tới háng cái này. Mới đi một đoạn đường dài trăm mét thôi, hai thằng bây giờ xanh lè lét, thở không ra nổi luôn. Cái này được. Phải kiếm cái gì để đẩy ha, trường trường giống như Cà Mau á. Trời ơi, cũng là bắt thương tích, không phải không có vàng vừa dễ. Ai được hơn, con đầu tiên thì con tầm hơn ngón tay, còn sau là hàng nhì á, ba ngón tay luôn. Bây giờ nói không giờ hơi được chạy, bây giờ anh em sẽ nghỉ mệt, uống miếng nước cái nữa, bây giờ đi tiếp nữa, giờ không thể nào lo nổi, cái dạng nó mệt bụng dũng luôn, nó hóc cổ luôn rồi. Uống miếng nước cái đi, giờ sao? Thôi quay, bây giờ em quay, bây giờ anh này nhỏ tuổi hơn, mà nói giờ anh đi hết nổi luôn rồi, trời ơi già cái mình sao đi nổi trời. Chứ bây giờ mà thí dụ có quay cũng nói chuyện cho. Không nổi luôn. Bạn nghe cũng không nổi. Thôi, nằm luôn đi, nằm ngủ luôn đi. Anh không hết nữa, bị mệt, bị kiếm cái. Nãy tưởng đâu xỉu kia, giúp cái giòi không nổi luôn. Rồi anh đi ngoài vô đây một cái, kiếm tới nước là cho vô, cho nó thông qua họng, thở không nổi. Mấy bạn đi sang Bắc đi trải nghiệm như vậy, các bạn có biết. Phải nói là bắt được cũng tôi tích, trần ngày đi quần kiếm hang. Bây giờ cái hang này là thật sự mình đã bắt hai hang mình biết rồi, mình biết cái hang tôi biết làm sao rồi. Mà quan trọng là mình kiếm hang. Tại ở đây người ta bắt rất nhiều, người ta đi hai mùa trước nè. Bây giờ mình chỉ đi là mình đi vớt bắt lại thôi. Cái này là dạng như là mình không phải mình bắt, mình buôn bán thì mình trải nghiệm thử. Mà nãy giờ em đi đoạn kia có bắt được gì không? Bắt được con tôm tích nhỏ, chừng ngón tay là mà. Đã luôn à? Không có máy quay lên trời. Rồi như là xóa clip luôn đó. Rồi mà mọi người đợi em chút xíu nha, đúng hết nước mình sẽ đi tiếp. Mệt. Đây hiện tại mình thấy có hai hang, cứ phải nói không ta. Trời ơi cái hang này mà khó mà bự ghê luôn đó ta. Đây nè, hai hang thì nó tầm cỡ 6-7 tấc nha. Chắc nghĩ nó là tại vì nãy mình bắt có một con bự rất bự, cái hang nó tròn quay giống gì nè. Anh ơi, kiếm được cái hang quá trời bự luôn, phải nói không biết nữa. Hai hang sắc quê luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy một bước nha. Hy vọng là sẽ nói. Trời ơi đi. Nó mệt quá. Trời. Bỏ cái gì? Thanh bây giờ nó mệt quá à, ngồi đắng luôn à. Hy vọng là nếu mà nó là bự dữ lắm không? Nãy mình lắc cũng nghe. Cái này còn đây. Nó sẽ có hai cái hàng ngách. Xác rồi. Cái này có cũng lộ lắm. Đi kiếm cái hàng cực lắm. Đi nãy giờ thở không nổi luôn. Ủa, rồi, nó đi ngắt rồi luôn rồi. Ủa, gì vậy? Gì vậy? Con gì trời? Trời ơi má ơi. Con cá gì vậy? Trời ơi. Cái hang ngon sợ mà con cá. Ui. Đây nè. Hả? Ai biết? Đây nè. Nó không sao quá ta. Trời ơi không sao. Trời ơi cái hang tao nói. Trời ơi nó bự trà bá lửa luôn. Đây nó thọt cái coi. Trời ơi cái hang mừng quá trời. Tại nãy mình bắt có một con cái hang giống gì nè. Nó trồng bụi chơi luôn. Trồng quò gió luôn. Mà nó có hai ngách sát bên. Tôm tích này nó sẽ có một cái hang nhỏ và cái hang lớn. Nằm sát là 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc. Trời ơi cái hang mừng quá trời. Chút cuộc nó không sao. Cắt luôn. Chọt luôn coi nó còn không. Nếu hình như là có cá này nó không có nói chứ. Ở đây có cái hang nó đào đào đất này không biết phải nó không trời. Rồi bây giờ mình sẽ đào cái hang thử nha. Này, nó cũng có hai cái hang sát bên này.
đuổi con này chân má. Trời ơi. Rồi rồi. Hàng khủng rồi, hàng khủng rồi. Quá. Wow. Trời ơi, con này nó bự. Trời ơi. Trời ơi, khủng lồ. Má ơi. Trời ơi. Bớt mẹ càng thôi. Trời ơi, được hai con khủng lồ rồi. Nè. Trời ơi, trời ơi. Vô rồi, vô rồi. Nè. Mời theo. Trời ơi, trông tích khủng lồ. Bóp hàng người đúng chết. Bây giờ ha. Ủa da. Đi. Da. Trời ơi, bóp sao trời. Cũng đổ, cũng đổ. Con này không biết bắt. Trời ơi, được hai con. Hai con quá bự rồi. Trời ơi, người thấy không? Trời ơi, quá sướng luôn. Trời ơi, cái hang này nó đào mới cáo luôn trời. Trời ơi, đi nãy giờ được ba con. Ủa? Siêu to khổng lồ và phá lửa luôn. Anh Thanh đang muốn kìa. Trời ơi sướng quá. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi bắt tiếp nha. Ủa vỏ đâu trời. Trời đang nghỉ mệt có sư phụ ông đang đi bắt còng á, bắt còng gì sư phụ? Còng voi. Còng voi hả? Dạ. Còng này mình bán được nhiêu ký? Còng voi. Cha hồi nãy giống bắt giống con này của gì ta? Hả? Hồi nãy bắt con. Ủa, này cái càng con càng bự hả? Ờ, con càng bự là còng voi hả? Ờ, cái còng này người ta làm gì ăn hả? Chơi quay phim luôn. Ba con à, bây giờ mình sẽ dán kiếm vài con nữa, bây giờ đuối quá trời đuối rồi. Quá mệt. Thì cuối cùng một tiếng đồng hồ từ ở mấy sông mà vô đây một tiếng đồng hồ. Quá trời mệt luôn. Hôm nay hả? Một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ á. Nãy em bắt trong đây em thấy anh lội tiểu quậy ở đây cũng 2 tiếng. Thì khoảng chừng 50m thôi phải nghĩ một cái quá là mệt luôn. Bữa nay phải nói là quá đuối luôn, tại vì cái này sình nó lúng quá. Lúng tới bắp đùi luôn. Rồi vừa khát nước mà vừa mệt nữa. Chưa có lần nào mà mình đi săn bắt con bạch như bữa nay luôn. Trời ơi, đi ra là hai cái bắp chuối nè. Nó cứng luôn, đi không được luôn. Nó cầu thủ. Đây, trẻ tuổi mà bỏ cuộc đi bắt còng với bắt cá luôn. Ở trong đây không. Nãy giờ thì mình dán đi giờ cho bắt tụm tích cho người xem thì cũng hên. Lần đầu tiên trải nghiệm. Mà nói chung là cái này là mình không hề gì biết gì bắt tụm tích nha. Là như là coi anh em trên mạng bắt cho mình coi cái hang cho mình đi trải nghiệm mất thôi. Chứ lần đầu tiên luôn, mà rất là mệt. Nhưng mà rất là hên luôn. Bữa nay thì bắt được 3 con, có 2 con khổng lồ nè. Bây giờ mình sẽ đo cho mọi người xem nha. Nói chung là bữa nay là có thành quả. Em cũng có thành quả nên em bắt ở trong bờ thì em bắt được con bạch tuộc. Có bạch tuộc luôn hả? Đúng rồi. Bạn để qua anh đo cho mọi người xem cái đi tóc em nha. Đây, cho mọi người xem hôm nay mình thành quả nha. Rồi được cái gì? Hai được hai con tôm tích khổng lồ. Quá trời sung sướng luôn, lần đầu tiên nè. Gạch thôi. Hả? Gạch đó. Đây nè. Đây lần đầu tiên trong đời mình bắt được ha. Tích. Con này làm quạng đây nó búng một cái là thôi da máu nha. Đó, này nè. Tụ nó đây, đây, hai con tụ tích với con nhỏ. Con nhỏ này nãy ghê nó búng cái da máu luôn. Đây là cái con giống em bắt không ta con con Honda. Honda hả? Hồi nãy gặp cái chú kia cũng đi bắt đâu cả mấy ký á. Đây là Honda mình đạt được một con hai món. Với trời ơi nãy rất là tiếc luôn. Có một hang con tâm tích này nè, quá trời bự luôn, thọt xuống gặp nội này dưới. Trời ơi, cái hàng nó nếu bắt là con cỡ này đổ lên nè. Đó, bữa nay thành quả mới được như đây. Con của em đi gì đi? Đâu đâu. Đâu cây. Đâu luôn, đâu luôn, đâu luôn. Em thì luôn. Đây anh nha. Mọi người xem không ấy. Ê. Chạy. Đây, của Thanh thì được cái này là cá bóng sao đúng không anh? Một con. Hai con. Ba con, ví dụ con. Bốn con. Con bạch tuộc. Ồ quá dữ luôn rồi. Ở đây có bạch tuộc không hả? Ồ cái này bạch tuộc còn sống luôn nè. Được con mới không ra. Ủa giờ còn trời đó coi cái càng nè, cái càng gì bự dữ hả? Đây nè. Cái càng gì mà bự dữ hả? Càng còng nha bạn.
trồng hả? Là bạch tuộc. Mình nói cho bạn nghe chứ là mình không có gọi là không có chuyên nghiệp như anh Hiếu đi lội. Mình mới vừa lội ra là mình muốn đứt bóng đèn rồi. Mà chứ cái này á, những người mà bị ép tim hoặc là lên máu rồi lội bật cái này chết chắc liền. Hồi nãy mình nói chung là mình xém chết ngoài luôn, là cứ dạng như là nó mệt quá và đuối nữa, cái hai cái bắp đùi bắp chuối á, nó rút lại đi không nổi luôn. Đi một đoạn thì nghĩ mình dán bắt nữa nhưng mà thực tình là không bao giờ thể nào đi nổi được, tại vì lần đầu tiên mà lội xịt kiểu này rất là mệt, phải nói là trời ơi đi về được lại luôn. Đây sắp tới bờ nè, đang lội với góc băng đây nè. Còn trẻ mới cái hai mấy tuổi mà bỏ cuộc nè, mình già sau đó mình già mình kiếm được ba con gì là nói chung là quá thành công, quá sướng rồi đó. Con đầu ra là con nhỏ hả? Đúng rồi, con đầu tiên con nhỏ. Đây con này thì mình chỉ thoạt đại thôi, vô tình là có nói dưới làm biết à, nó cái hang đó hả chú, một cái hang lớn hang nhỏ đó, nó đi xuống rồi đi qua là cái hang ngách của nó là cái hang nhỏ đó, là để nó thở hay sao đó. Đó hôm nay thì rất là sung sướng khi được chạm tay bắt được con tôm tích khổng lồ này nè, đó được nói chung được hang lớn như con nhỏ là cũng là thành công rồi. Đó là tay ngang mà đúng không? Đúng rồi, mình với anh Hiếu mới xuống đây trải nghiệm bắt tôm tích này luôn. Rồi thì chắc trời giờ nắng rồi thì chắc anh em mình quá mệt rồi, phải về thôi. Thì hẹn mọi người cái video sau nha. Thì đây là em Thanh Vlog từ giờ, thì mọi người mến và ủng hộ máy thì máy cũng đang đủ người đăng ký nhưng mà đang thiếu giờ, thì mọi người qua mến và ủng hộ máy cho máy đủ giờ đang bắt tôm tích. Thì tới đây cho anh em xin chào tạm biệt, hẹn mọi người cái video sau nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.